rất được vui mừng phấn khởi được chào đón tất cả quý vị đại biểu, bà con nhân dân đến với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Thạch An và chọn khu dân cư bản Đông Tấm làm điểm của xã. Và ngày hôm nay thì rất là nhiều quý vị đại biểu khách quý từ cấp tỉnh, cấp huyện và đại biểu của các xã bản cũng như là đại diện của các thôn bản, bà con nhân dân, ban quản lý thôn bản của tất cả các thôn bản, của 12 thôn bản của xã Thạch An có mặt ngày hôm nay ạ. Và ngày hội hôm nay thì có rất nhiều là cái sản phẩm là đặc trưng của bà con thôn bản ở đây. Thì ở đây có những cái mọi người thấy không, đây là những cái trang phục Thái là do chính người dân của trên địa bàn của xã Thạch An từ tay làm ra. Đó là những cái trang phục Thái ở đây gọi là chín lán, hay còn gọi là chín của tay Thánh. Ở đây là có hai loại ạ. Thì trang phục này là do chính người dân từ thêu dệt bằng khung cửi. Đấy, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ. Đây, có rất nhiều ở đây có những cái hoa văn. Trên địa bàn xã Thạch An thì cũng có năm dân tộc chính, nhưng mà của nhóm tay Thái thì có tay Thánh và tay Mương. Thì đây chúng ta đang được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm mà của tay Thánh của Thạch An để ra, đó là những cái xìn lán ở đây ạ. Còn bên này đây là những nhóm tay hang tổng gọi là tay Mương, có ở bản Tổng Sán, Kẻ Trái, Khe Đóng. Thì đây là gọi là váy được thêu dệt bằng những cái hình thù đó là hoa mặt trời. Còn đối với tay Thánh, mọi người phân biệt rõ là được thêu dệt bằng những cái sọc dọc và được phối màu rất là tỉ mỉ. Đối với trang phục tôi đang mặc đây là xìn mục mọi người nhé. Đối với tay Thánh thì gồm có hai loại váy, đó là xìn lán và xìn mục, hai cái cách dệt khác nhau và được thêu dệt bằng những cái ố vuông như thế này và phối màu theo bảy sắc cầu vồng, rất là sặc sỡ để mặc trong những ngày hội ạ. Đó là những cái trang phục và được thêu dệt bằng bông những đây là những cái sợi tơ tằm mọi người ạ. Vậy đây là được bằng tơ tằm, đó là hình hoa mặt trời. Con này là được thêu dệt bằng sợi lao, sợi vải lao của chúng ta. Mời mọi người chiêm ngưỡng. Ai có nhu cầu mua những sản phẩm đặc trưng, tức là những cái sản phẩm thổ cẩm của trên địa bàn xã Thạch An thì liên hệ ạ. Còn ở phía bên này ạ, là những đặc trưng của người dân đến để trưng bày tại ngày hội hôm nay. Có chè đấm ạ. Nếu mà ai chưa uống thì mời mọi người thử một trái chè đấm ạ. Hương vị rất là đặc trưng, vừa đậm đà mà vừa uống là nhờ mãi một uống tiếp. Có tác dụng là giải rượu. Để làm được cái chai mà nước chè xanh rất là xanh và đẹp như thế này thì phải người có tay nghề và người có kinh nghiệm mới làm được ạ. Ai mà chưa thưởng thức thì đây rất mong mọi người hãy ủng hộ ạ. Đây ạ. Còn đây là những sản phẩm của các dân cư của các thôn bản hiện tại đấy ạ. Cũng có mắc khén, có măng, có quả cỏ, nhưng mà đến hiện tại thì gian hàng đã được bán hết. Được giới thiệu với mọi người đấy là mắc khén hay còn gọi là quả tiêu rừng, hạt tiêu rừng, được người dân lên lấy từ trước đấy thì chỉ trồng ở rừng thôi, nhưng mà hiện tại người dân vẫn đưa về trồng tại nhà. Thì mọi người sẽ lên rừng và hái về, sau khi chúng ta phơi khô hoặc là sấy khô thì chúng ta có thể là xá, chúng ta sấy ra như kiểu sấy tiêu á mọi người ạ. Thì những cái món đây là những cái hạt mắc khén tiêu rừng ạ. Đã sấy, đã khô khén, chúng ta chỉ về xá, sấy, bỏ máy sấy và sấy ra là bỏ vào máy sấy và sấy mìn ra để những món ăn của người dân tộc Thái là không thể thiếu cái gia vị này, đó là gia vị mắc khén. Mọi người đã ăn những cái món ăn của người dân tộc Thái thì có những cái gia vị ở đấy, gia vị đó là mắc khén. Thì ngoài những cái gia vị khác thì cái gia vị mắc khén là gia vị chủ đạo, có mùi vị cay nồng the nhưng mà lại rất là ngon. Bạn nào mà chưa dùng thì chưa thưởng thức thử thì như mời mọi người sẽ đến tại Thạch An để thưởng thức thử món mắc khén vào làm cả món như là nồm, sao hoặc là canh kẹo của mắc khén rất là ngon ạ. Tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào và tư tưởng tình cảm của một truyền thống công nghệ Việt Nam. Hết quả cỏ, chưa để được quả cỏ được. Còn đây là măng đi hải trong rừng. Hết sạch hả? Coi ai lại mắc khén quả cỏ này đây cho chị.
đất nước được phồn vinh, mọi người đều còn đây là những cái bánh đó do để phong phú tiền gian hàng của trong cái ngày hội ngày hôm nay để cho người dân để mua. Hiện tại gian hàng đã vơi đi vì là cũng bay rất là nhiều, nhưng mà hiện tại nó còn có tình này. Đây là kèo Cú Đớ được nhập từ Hà Tĩnh về. Mọi người uống được chè đông với là Cú Đớ này thì là một sự kết hợp rất là đặc biệt ạ. Ai mà mua kèo này thì nên mua thêm một trái chè đấm. Đấy, và đây là đồng lúa bán ở đấy để ngâm rượu chuẩn bị Tết thì rất là hợp lý. Các mẹ, các anh, các chị thì chuẩn bị một cái đồng nếp như thế này để mà đong lúa để mang ngấm rượu để chuẩn bị Tết thì rất là tuyệt vời ạ. Từ đến Tết 2 tháng rồi thì để mang ngấm thì em nghĩ là hợp lý ạ. Đây là hay còn gọi là ngớ, cái đặc dụng của nó thì dân trên địa bàn cũng vẫn trồng được, nhưng mà hiện tại thì gió thì chỉ là gì chưa có nên là ngôi này cũng là để chúng ta ngấm rượu. Từ dư đến Tết thì con hơn 2 tháng thì rất là hợp lý để chúng ta có một bình rượu để mà uống vì rất là ngọt và thánh ạ. Ai chưa thử thì nên lấy một một báo như thế này để ngấm rượu để thưởng thức trong ngày Tết 30 gì bạn bè thì thắng ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã đón xem những cái giới thiệu sản phẩm vì là hiện tại đã bán hết các sản phẩm nên là con có từng này nữa. Rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn cái này máy của bà con dân.